Chào mừng tụi con quay trở lại với tiết học DT Study bộ môn công nghệ lớp 8. Thì ở tiết trước là tụi con đã làm quen với phần lý thuyết của bản vẽ các khối đa diện, tức là tụi con đã nắm được thế nào là các khối đa diện và cách để vẽ các hình chiếu vuông góc của các khối đa diện này. Thì sang bài hôm nay mình sẽ đi làm một bài tập thực hành, đó là đọc bản vẽ của các khối đa diện. Thì nội dung của bài thực hành hôm nay nó sẽ có hai phần, đó là thứ nhất là tụi con sẽ xây dựng được hình chiếu của các khối đa diện, đó là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh, rồi sau đó mình sẽ đi lập bản vẽ kỹ thuật của các khối đa diện trên. Rồi thì nội dung của bài thực hành hôm nay nó sẽ có ba phần. Phần thứ nhất đó là cách vẽ các khối đa diện, nghĩa là hôm trước tụi con đã học ba khối đa diện cơ bản, đó là hình hộp chữ nhật, hình lăn trụ đều và hình chóp đều. Thì hôm nay mình sẽ đi coi thử cách người ta vẽ các khối đa diện này như thế nào. Rồi phần thứ hai đó là đi xây dựng hình chiếu vuông góc của các khối đa diện. Rồi phần thứ ba đó là lập bản vẽ kỹ thuật lên khổ giấy A4 hoặc là giấy tập học sinh. Thì mình sẽ đi qua phần thực hành đầu tiên, đó là cách vẽ các khối đa diện. Thì để vẽ được đầy đủ ba khối đa diện hình hộp chữ nhật, hình lăn trụ đều và hình chóp đều thì người ta sẽ vẽ cái hình hộp chữ nhật này trước. Và tại sao người ta phải vẽ hình hộp chữ nhật trước thì lát nữa cô sẽ giải thích cho tụi con. Thì đầu tiên mình sẽ đi sang cách vẽ hình hộp chữ nhật. Thì để vẽ được hình hộp chữ nhật, cái bước đầu tiên là tụi con phải vẽ cho cô được một hình chữ nhật. Hình chữ nhật này nó phải có chiều rộng là A và chiều dài là H. Thì lát nữa cái chiều dài của hình hộp chữ nhật này nó sẽ đóng vai trò là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Tụi con nắm được chưa? Rồi, sau khi vẽ xong cái hình chữ nhật có chiều rộng là A và chiều dài là H rồi, thì bước thứ hai tụi con sẽ vẽ cho cô một cái đường thẳng. Đây, tụi con nhìn ha, tụi con sẽ vẽ một cái đường thẳng, và đường thẳng này nó phải hợp với cái đường nằm ngang một góc là 45 độ. Hình dung được chưa? Đây, từ cái điểm này tụi con vẽ một cái đường thẳng ra, đường thẳng nằm ngang ra, sau đó vẽ một cái đường thẳng hợp với cái phương nằm ngang một góc là 45 độ. Do thì tụi con sẽ có được cái đường thẳng này. Sau khi có đường thẳng này rồi, tụi con lần lượt vẽ các đường thẳng song song với đường thẳng mà tụi con vừa mới vẽ được. Đây, được chưa? Và những cái đường thẳng này nó phải xuất phát từ bốn đỉnh của cái hình chữ nhật vừa rồi. Được chưa? Đây mình đối với hình chữ nhật nó sẽ có bốn đỉnh thế này: đỉnh thứ nhất, đỉnh thứ hai, đỉnh thứ ba và đỉnh thứ tư. Thì tụi con đã vẽ được một cái cạnh của đỉnh này rồi, thì tụi con lần lượt vẽ ba đường còn lại này, mà ba đường này nó phải vuông góc với cái đường thẳng này. Thấy không? Đây nè, đường thẳng này là thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Được chưa? Và các đường này nó sẽ song song với nhau. Được chưa tụi con? Rồi tiếp tục là tại trên bốn cái đường thẳng song song tụi con vừa mới vẽ vừa rồi, tụi con chọn một điểm sao cho điểm đó ứng bằng độ dài là y. Được chưa? Y, nhớ nha. Được chưa? Rồi sau khi đã chọn được bốn điểm ứng với độ dài là y rồi, thì tụi con bước thứ ba lần lượt là sẽ đi làm gì tụi con? Lần lượt nối bốn điểm này lại với nhau. Bây giờ nối bốn cái điểm đỏ này lại với nhau và bôi những cái đường không không liên quan, thì khi đó mình sẽ được một cái hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật này nó sẽ có chiều dài là A, chiều rộng là B và chiều cao là H. Rồi, tụi con nắm được cách vẽ của hình hộp chữ nhật chưa? Rồi, đơn giản ha. Cái phần này chắc là tụi con đã làm quen ở bên hình học rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ đi qua cách vẽ của hình lăn trụ đều. Thì tại hồi nãy cô có hỏi tụi con một câu là tại sao trong ba khối đa diện mình lại vẽ đi hình hộp chữ nhật trước? Bởi vì để vẽ lăn trụ đều và hình chóp đều, người ta sẽ dựa vào cái hình hộp chữ nhật. Đây. Đầu tiên để vẽ lăn trụ đều, tụi con phải vẽ được cho cô cái hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật này nó có chiều dài là A, chiều rộng là Y và chiều cao là H. Bây giờ thì cách vẽ hình hộp chữ nhật thì ở cái phần trước là mình đã làm quen rồi. Rồi ở bước 1 vẽ hình hộp chữ nhật rồi, mình đi sang cái bước thứ hai. Thì cái bước thứ hai này có nghĩa là tại cái mặt chính diện của cái khối hình hộp chữ nhật á, ở hai cạnh phía trên, hai cạnh này nè, thì tụi con sẽ chọn cho cô hai điểm. Đối với cạnh phía trên, tụi con chọn cho cô một điểm, nó là trung điểm của cạnh đó.
Tương tự ở cạnh phía dưới này tụi con cũng chọn một điểm, nó là trung điểm của cạnh ở phía dưới này. Nha, tụi con biết ha, cạnh này nó có chiều dài là A, vậy trung điểm của nó sẽ là A chia 2, vậy con sẽ chọn được hai điểm. Đây hai điểm này, được chưa? Hai điểm này nó sẽ là trung điểm của chiều dài cạnh trên và chiều dài cạnh cạnh dưới. Xong chưa? Rồi có được hai điểm đó rồi, con nối hai điểm đó lại với nhau. Và từ cái điểm hai điểm đó tụi con lần lượt nối với hai cái điểm ở phía mặt trên của hình hộp chữ nhật như thế này. Đây, mình có hai cái điểm này đúng không? Thì tụi con nối hai điểm này lại với nhau và đồng thời nối cái điểm này với hai điểm ở mặt trên. Còn ở phía dưới thì con nối với hai điểm mặt phía dưới. Được chưa? Rồi. Sau đó tụi con bôi những cái cạnh không liên quan ở phía bên đây, những cạnh này cạnh không liên quan. Thì khi đó qua bước 3 tụi con sẽ được một cái hình hình lăng trụ. Hình lăng trụ này nó sẽ có đây. Độ dài cạnh đáy là A. Yeah. Chiều cao của hình lăng trụ là H và chiều cao của đáy là B. Rồi, được không tụi con? Rồi, tương đối đơn giản ha. Và mình sẽ đi qua cách vẽ hình khối đa diện cuối cùng, đó là hình chóp đều. Thì khối này nó đơn giản hơn cái hình lăng trụ, đó là bước 1 tụi con cũng phải vẽ cho cô được một cái hình hộp chữ nhật. Xong chưa? Bước 2. Bước 2 tụi con coi nè. Đối với cái mặt ở phía trên của hình hộp chữ nhật á, tụi con vẽ hai đường chéo và tụi con lấy trung điểm của hai đường chéo đó. Xong chưa? Từ cái trung điểm của hai đường chéo đó, tụi con sẽ lần lượt nối cho cô với các điểm nằm ở cạnh đáy của hình hộp chữ nhật. Đây, mình sẽ có cái điểm này. Xong chưa? Đây mình sẽ có điểm này. Đây là giao điểm của hai đường chéo, sau đó mình lần lượt nối cái điểm giao điểm này với các điểm ở cạnh đáy của hình hộp chữ nhật. Xong chưa? Sau đó mình sẽ bôi những cạnh không liên quan và cuối cùng mình sẽ được một cái hình chóp đều. Hình chóp đều này nó sẽ có chiều cao là H và chiều dài cạnh đáy là A. Rồi, được không được con? Rồi ha, như vậy thì mình đã nắm được cách vẽ ba khối đa diện rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái bước thực hành thứ hai, đó là xác định hình chiếu vuông góc của một vài cái vật thể nó có dạng là các khối đa diện. Đây. Thì cái bài tập của ngày hôm nay là mình sẽ đi chọn cái hình chiếu. Cô sẽ có 3 nhóm, 4 nhóm hình chiếu 1 2 3 4 và 4 vật thể A B C D. Đây. Đầu tiên là 4 hình chiếu này và 4 vật thể A B C D như thế này. Nhiệm vụ của tụi con là phải hoàn thành cái bảng bên cạnh. Đó là tụi con xem ứng với bảng vẽ hình chiếu nào thì đó sẽ là của vật thể nào. Bây giờ thì cái dạng bài tập này mình làm đã rất là nhiều lần rồi và ngày hôm nay mình sẽ đi làm lại, được không? Rồi, cô sẽ cho tụi con trong vòng 3 phút ha. Bài thực hành này mình chỉ làm trong vòng 3 phút thôi bởi vì nó rất là đơn giản ha. Sau 3 phút cô sẽ đưa cho tụi con đáp án, cô sẽ hướng dẫn và sau đó đưa cho tụi con đáp án coi thử tụi con làm có đúng hay sai ha. Rồi, tụi con làm trong vòng 3 phút của cô ha. Rồi, bắt đầu. Rồi, tụi con còn 2 phút nha. Rồi, tất cả tụi con đều cùng làm nha tụi con. Mình phải làm thì sau đó mình mới quen được, mình mới biết cách vẽ các hình chiếu.
để sau này khi mình làm bài kiểm tra chính thức á thì mình sẽ được điểm cao hơn. Bởi vì cô mới xem cái bài kiểm tra của bạn á, thì ở bài kiểm tra số 4 và bài kiểm tra số 5 á, bài kiểm tra số 3 và kiểm tra số 4, đặc biệt là bài kiểm tra số 3, điểm của tụi con nó nhiều bạn làm khá là thấp. Thì cô không biết là trong quá trình học tụi con có hiểu bài hay không. Thì cô nhắc lại ha, nếu mà trong quá trình mình học á mà mình không có hiểu cái gì á, hoặc là thắc mắc chỗ nào á, thì có hai cách. Một là tụi con liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, tụi con ghi cái câu hỏi mà tụi con muốn muốn hỏi 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 cô á, sau đó nhờ giáo viên chủ nhiệm nhắn lại cho cô. Hoặc là sau khi học á, ở phía trên nó có cái phần đó là nhắn tin cho giảng viên á, tụi con có thể vào đó tụi con nhắn tin cho cô, thì cô sẽ đọc và giải đáp những thắc mắc cho bạn. Chứ tụi con mà thắc mắc mà tụi con không có giải đáp được á thì tụi con sẽ làm sai 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 hoài á, nhớ nha tụi con nha. Rồi tụi con còn 30 giây nữa. Rồi, hết giờ. Bây giờ cô sẽ đưa đáp án cho tụi con ha. Trước khi đưa đáp án thì cô sẽ hướng dẫn một chút coi thử là tụi con làm có đúng hay là không. Yeah. Rồi đầu tiên cô sẽ đi xem cái vật thể A. Yeah. Thì hai cái hình chiếu này thì có nghĩa là nó đang ở phía trên và phía dưới. Vậy hai hình chiếu này là hai hình chiếu gì tụi con? À, đây là hai hình chiếu đứng và hình chiếu chiếu bằng. Vậy thì cô sẽ dùng cái hướng chiếu sẽ là hướng chiếu từ trước tới và hướng chiếu từ từ trên xuống để đi vẽ các hình chiếu sao cho tương ứng với số 1, số 2, số 3 và số 4. Thì đầu tiên cô đi vẽ hình chiếu của vật thể A. Thì hướng chiếu cô là hướng chiếu từ trước tới, thì theo tụi con là mình sẽ thấy được cái phần nào tụi con? À, nhìn vào đây chắc chắn tụi con sẽ thấy được cái mặt này của vật thể. Đúng không? Vậy mình coi thử trên bốn cái hình chiếu này, hình chiếu nào là ứng với mặt hình chiếu đứng của vật thể A tụi con? À, cái mặt này và nhìn lên đây nó sẽ ứng với cái số 2 liền, tụi con thấy nó ứng với số 2 liền không? Và thậm chí khi con chiếu nó xuống hình chiếu bằng, như là chiếu xuống này, thì cái đầu tiên con gặp sẽ là hai cái mặt này. Đúng không? Hai cái mặt này phải không tụi con? Và tuy nhiên tụi con nhìn và nó sẽ có cái mặt phía này nữa, nếu tụi con nhìn xuống tụi con sẽ thấy mặt này. Tuy nhiên mình sẽ không thấy toàn bộ cái mặt này, bởi vì cái phần này nó đã bị lồi ra và nó che cái phần phía này rồi, cho nên là cái phần cái mặt mặt nằm ngang của cái này nè mình không thấy được, và do đó mình phải biểu diễn nó bằng nét nét đứt mảnh, được chưa? Vậy thì với cái cách vẽ này, với cách vẽ này là mình đã biết ứng với vật thể A mình sẽ có hình chiếu số 2. Rồi tiếp tục vật thể B, hướng chiếu của mình sẽ là hướng chiếu từ từ trước tới, vậy thì mình sẽ thấy được cái mặt này của vật thể, đúng không tụi con? Và cái này nó sẽ là hình chiếu đứng, và tụi con xem thử nó là hình nào tụi con. À đây, nó sẽ giống y chang cái hình số 1, vậy cô sẽ biết chắc đây là của vật thể B. Và thậm chí khi cô chiếu xuống theo cái hướng chiếu là từ từ trên xuống thì cô sẽ thấy được ba cái mặt này, thứ nhất, thứ hai và thứ ba, nó sẽ giống như cái hình ở phía dưới này, đúng không tụi con? Rồi tiếp tục vật thể C. Đây, khi cô chiếu vật thể C theo hướng từ từ trước tới thì cái mặt đầu tiên cô sẽ thấy đó là mặt này, đúng không tụi con? Đây, mặt này nó sẽ là hình chiếu đứng. Vậy mình so sánh thử. À đây, số 4 nó sẽ là ứng với vật thể C. Và khi cô chiếu từ trên xuống thì theo tụi con mình sẽ thấy được cái nào? Đây, mình đầu tiên mình thấy được mặt này, mình thấy được mặt này và mình thấy được mặt này, đúng không? Và khi nhìn từ trên xuống mình sẽ không thấy được cái cạnh này, đúng không tụi con? Như vậy thì nó đã bị chia lại bởi cái mặt ở phía trên rồi. Do vậy để biểu diễn nó mình sẽ vẽ bằng nét nét đứt mảnh. Vậy thì nó rất là phù hợp với vật thể C. Rồi. Vậy thì vật thể cuối cùng, vật thể D, là nó sẽ ứng với hình số 3. Vậy cô đi phân tích thử nha. Đây, hướng chiếu của mình sẽ là hướng chiếu từ trước tới. Vậy cái mặt đầu tiên mình sẽ thấy nó là cái mặt này, đúng không tụi con? Vậy thì nó ứng với cái phần này, và khi chiếu xuống lớp mình cũng sẽ thấy được ba cái mặt này cùng nằm trên một mặt phẳng ha. Như vậy thì đáp án mình sẽ là 1B, 2A, 3D và 4C ha. Rồi cô hy vọng là tất cả các tụi con đều làm đúng cái bài tập này ha. Rồi giờ mình sẽ đi qua cái phần thứ hai, đó là xác định hình chiếu vuông góc của vật thể. Vậy thì nhìn vào cái bản vẽ hình chiếu này
Giờ mình sẽ thấy là cái bản vẽ này nó chỉ thể hiện được hai hình chiếu của vật thể, đó là hình chiếu ở phần phía trên đó là hình chiếu đứng, và nằm phía dưới hình chiếu đứng sẽ là hình chiếu bằng. À, như vậy thì còn thiếu cái hình chiếu nào nữa tụi con? Một hình chiếu vuông góc nó sẽ bao gồm ba hình chiếu, đó là hình chiếu đứng có rồi, hình chiếu bằng có rồi, vậy thì nó còn thiếu cái hình chiếu nào nữa tụi con? À, nó còn thiếu một cái hình chiếu, đó là hình chiếu cạnh. Vậy thì nhiệm vụ của mình là phải đi vẽ cái hình chiếu cạnh từ hai cái hình chiếu đứng và bằng, hoặc là từ cái vật thể cơ bản của mình ha. Bây giờ nhiệm vụ của mình sẽ là sẽ đi vẽ cái hình chiếu còn thiếu, đó là hình chiếu cạnh. Rồi bây giờ cô sẽ đi vẽ hình chiếu cạnh của vật thể A. Thì đây, ở phần phía trước là mình đã vẽ được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể A rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi vẽ hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh thì hướng chiếu của mình sẽ là hướng chiếu từ từ trước từ trái sang phải. Vậy thì cái mặt đầu tiên mình sẽ thấy đó là cái khối cái mặt mặt ở phía bên trái vật thể là mặt này đúng không được con? Đây cái mặt này đúng không? Này, cái mặt phía trái là cái mặt này, đúng không? Ngoài ra mình còn thấy gì nữa tụi con? Ngoài ra là mình không thể nào thấy được cái mặt phía bên, mình không thể thấy được cái phần nằm nghiêng của vật thể. Như vậy thì muốn biểu diễn là mình phải biểu diễn bằng nét gì tụi con? À, nét đứt mảnh, đúng không? Vậy thì mình sẽ coi thử cách người ta vẽ thế nào, đúng không? Này, có nghĩa là từ hai cái hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, tụi con vẽ những cái đường giống. Đối với hình chiếu đứng thì tụi con vẽ đường giống này sang phía bên phải, và đối với hình chiếu bằng thì tụi con vẽ một cái đường giống nó hợp với cái phương này một góc là 45 độ. Được chưa? Rồi con giống lên 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 đây. Được chưa? Thì mình sẽ nối lần lượt những cái đường giống này lại với nhau, thì khi đó mình sẽ được một cái hình chiếu gọi là hình chiếu cạnh, và mình coi thử nó có ứng với cái hình dạng mà cô hướng dẫn hồi nãy hay không. Đây, rõ ràng. Được chưa? Nhìn về hướng chiếu này, đầu tiên mình sẽ thấy được cái mặt này của vật thể, và mình sẽ không thấy được cái phần nằm nghiêng này, đúng không? Mình nhìn theo hướng này mình sẽ không thấy được cái phần nằm nghiêng này. Do vậy để biểu diễn phần nằm nghiêng mình sẽ biểu diễn bằng nét đứt rất mạnh. Bây giờ đó là cách vẽ hình chiếu cạnh của vật thể A. Bây giờ mình sẽ đi sang cái vật thể B. Đây, vật thể B của mình nó có dạng thế này. Thì ở phần trước mình cũng đã vẽ được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể. Bây giờ cô sẽ cho tụi con trong vòng 30 giây để vẽ hình chiếu cạnh của vật thể B. Rồi, tụi con có 30 giây. Những cái hoạt động mà cô thiết kế trong bài giảng á, tụi con cố gắng làm cùng với cô nha, chứ đừng có chờ cô đưa kết quả. Việc mà con cứ chờ cô đưa kết quả như vậy thì mình sẽ không có tạo được cái khả năng tư duy ha. Cố gắng làm theo những hoạt động mà cô hướng dẫn trong cái video này, thì khi đó mình sẽ tập quen dần với cách mà vẽ các hình chiếu này. Rồi, hết giờ. Vậy thì cô sẽ hướng dẫn để vẽ hình chiếu cạnh, thì hướng chiếu của mình sẽ là hướng chiếu từ từ trái sang phải. Vậy theo tụi con mình sẽ thấy được cái phần nào của vật thể? Đầu tiên thì thấy được cái mặt này đúng không tụi con? Này, sẽ thấy được cái mặt này. Rồi, đầu ra mình còn thấy mặt nào nữa? Đây, mình cũng sẽ thấy mặt này. Và cái mặt này so với mặt này thì mặt này nó phải nằm ở phía phía trên, đúng không? Vậy thì rõ ràng đối với hình chiếu cạnh mình sẽ thu được hai cái mặt này của vật thể, đúng không? Vậy mình sẽ đi coi thử người ta vẽ có đúng hay không. Nè, người ta cũng lần lượt vẽ những cái đường giống từ hình chiếu đứng giống sang bên phải, và từ hình chiếu bằng người ta sẽ giống sang bên phía phải và đồng thời lên phía trên, sao cho đường đường này và đường này nó hợp nhau một góc là 45 độ, xong chưa? Rồi sau đó người ta đây, từ những cái đỉnh của đường giống, những điểm của đường giống người ta sẽ nối lại với nhau, thì người ta sẽ ra được một cái hình chiếu gọi là hình chiếu cạnh. Như vậy thì rõ ràng đúng với cái phần mà mình đã dự đoán ở phía bên bên đây, được không được không? Rồi tiếp tục đối với vật thể C. Rồi vật thể C thì ở phần trước mình cũng đã xác định được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể. Bây giờ tụi con có 30 giây để xác định hình chiếu cạnh của vật thể C. Rồi 30 giây bắt đầu.
Rồi, hết giờ. Vậy coi bây giờ cô sẽ hướng dẫn ha, sau đó cô đưa đáp án. Đây, hình chú cạnh sẽ là hướng chiếu từ trái sang phải. Vậy thì mình cũng sẽ cái hình chú cạnh này nó sẽ giống y chang cái hình chú cạnh ở cái hình phía trước. Mình cũng sẽ thấy cái mặt này của vật thể đúng không tụi con? Đây. Mặt này. Mặt này. Và mặt này. Sau đó mình cái đối với cái mặt này nằm nghiêng, tuy nhiên mình sử dụng phép chiếu vuông góc thì cái mặt nghiêng này nó sẽ trở thành một cái mặt 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 phẳng và nó sẽ nằm ở phía trên cái mặt ở dưới này, đúng không tụi con? Như vậy thì hình chiếu cạnh của mình xem thử nó có giống như cái mà mình đã dự đoán hay không ha. Đây. Mình cũng lần lượt vẽ những cái đường giống từ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng và nối những cái đường giống nó lại với nhau thì mình sẽ thu được một cái hình chiếu gọi là hình chiếu cạnh nằm ở bên phải hình chiếu chiếu đứng. Đây. Như vậy thì giống như phần mà mình đã dự đoán đúng không tụi con? Rồi, cuối cùng là đối với vật thể C. Đối với vật thể D thì tụi con mình cũng đã có được hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Rồi nhiệm vụ của tụi con là vẽ hình chiếu cạnh. Rồi vẽ thử nha. Tụi con cũng có 30 giây để vẽ hình chiếu cạnh của vật thể D. Rồi, cũng làm tương tự, đó là mình sẽ sử dụng hướng chiếu từ từ trái sang phải, đúng không được con? Rồi sau đó như vậy thì hướng chiếu từ trái sang phải thì mình sẽ thấy được cái mặt nằm ở phía bên trái của vật thể chính là mặt mặt này đúng không được con ha? Rồi. Tuy nhiên nó còn thiếu cái gì nữa được con? Nếu mà mình nhìn theo hướng từ trái sang phải thì mình sẽ không thấy được cái phần phần bị khoét phía bên trong này của vật thể, đúng không? Vậy thì để biểu diễn nó mình sẽ vẽ bằng một cái nét gọi là nét lướt tức mảnh thế này đúng không được không? Vậy thì mình sẽ coi thử bên đây người ta vẽ có đúng hay không nha. Rồi người ta cũng sử dụng những cái đường giống từ hình chiếu đứng và hình chiếu bằng sau đó nối lại với nhau. Vậy thì mình sẽ thu được một cái hình gọi là hình chiếu cạnh, như vậy thì nó giống y chang cái phần mà mình đã dự vậy đó. Như vậy thì tụi con nhớ ha, cái ô màu tím này cô tạm gọi nó là một cái bảng biểu kỹ thuật. Như vậy thì vị trí của các hình chiếu trên bảng biểu kỹ thuật này nó cũng sẽ không thay đổi, đấy là đây là vị trí của hình chiếu đứng, đây là vị trí của hình chiếu đứng, đây là vị trí của hình chiếu bằng và đây là vị trí của hình chiếu cạnh, và vị trí này nó không bao giờ nó thay đổi trong bảng biểu kỹ thuật. Được chưa được con? Rồi, xong ha. Vậy là mình đã xong cái phần thực hành số 2, đó là bố trí các hình chiếu lên lên bảng biểu kỹ thuật. Vậy là mình đã xong cái phần thực hành là đọc bản vẽ của các khối đa diện, thì cái phần thực hành này nó chỉ là giúp cho mình củng cố lại kiến thức của cái phần lý thuyết của các khối đa diện mà thôi ha. Rồi, như vậy thì sau khi xem video này xong, tụi con qua phần tài liệu tham khảo tải cho cô cái PDF, sau đó tụi con vẽ lại cho cô. Đầu tiên tụi con vẽ vào vở ba cái khối đa diện. Sau đó hoàn thành cho cô cái bảng ở phần thực hành thứ hai, xong chưa được không? Và vẽ ba hình chiếu của vật thể vào vở, ba hình chiếu của vật thể tương ứng vào vở. Rồi như nãy cô nhắc á, nếu mà trong quá trình học tụi con có gì không có hiểu á thì có thể nhắn tin cho giảng viên ha, cô sẽ đọc và giải đáp phần thắc mắc cho bạn, hoặc là tụi con có thể nhắn tin qua giáo viên chủ nhiệm, nhờ giáo viên chủ nhiệm nhắn tin cho cô. Miễn sao là tụi con có thắc mắc, tụi con phải mạnh dạn hỏi, cố gắng hỏi thì cô sẽ giải đáp cho bạn để những phần sau mình sẽ làm tốt hơn, điểm nó sẽ cao hơn. Thì đối với bài này thì cô không có cho tụi con làm kiểm tra nữa, dành cho tụi con thời gian để mình học những môn khác. Rồi như vậy thì nếu không có gì nữa thì mình sẽ dừng tiết học ngày hôm nay lại. Rồi chào tụi con, hẹn gặp tụi con ở tiết học thứ thứ hai. Bye bye.